Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Channel mang tên là Oanh Hay Đi. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn đến với channel của mình thì mình cũng xin phép được tự giới thiệu với các bạn. Mình là huấn luyện viên Oanh Hay Đi. Và mình sẽ cùng đồng hành với các bạn với những cái bài tập aerobic, những cái bài tập thể dục đơn giản tại nhà. Và nếu như các bạn có mong muốn được sở hữu cho mình một cái vóc dáng cân đối, một cơ thể khỏe mạnh, một nguồn năng lượng luôn luôn dồi dào, thì các bạn có thể tập luyện cùng với mình mỗi ngày trên kênh YouTube là Oanh Hay Đi này nhé. Và trong suốt thời gian vừa qua thì khi mà mình đồng hành cùng với các khán giả của mình để tập luyện thì có rất là nhiều các bạn thì đã comment và đã nhắn tin cho mình rằng là có nói với mình rằng là khi mình em là một người mới và em không biết phải bắt đầu từ đâu hay là bắt đầu như thế nào, tức là bạn là một người mới hoàn toàn và không biết phải bắt đầu như thế nào để có thể bắt đầu tập luyện cái bộ môn này. Và giống như cái phần tiêu đề các bạn đã quan sát thì Oanh sẽ sản xuất ra chuỗi series 30 ngày tập aerobic dành cho người mới bắt đầu nhé các bạn. 30 ngày tập luyện aerobic dành cho người mới bắt đầu. Và mỗi một ngày thì Oanh sẽ tập cùng với các bạn khoảng 30 phút để các bạn dành cho, nếu như mà bạn là một người mới hoàn toàn và chưa tập luyện cái bộ môn này bao giờ thì bạn sẽ đi theo cái lộ trình 30 ngày của em Oanh. Thì anh tin chắc là rằng là khi mà các bạn tập luyện cùng anh đủ 30 ngày thì các bạn có thể là theo cái bộ môn này rất là dễ. Chúng ta sẽ bắt đầu theo cái level là từ thấp dần và tăng dần cái độ khó lên. Và những ngày đầu tiên thì bạn hoàn toàn yên tâm nhé, bạn hoàn toàn yên tâm cho mình là nếu như bạn chưa tập mà aerobic bao giờ hay là bạn chưa tập bất cứ một bộ môn thể dục thể thao bao giờ thì bạn hoàn toàn có thể theo được nhá. Mình sẽ tập những cái động tác rất là dễ thôi. Nên chúng ta hãy chuẩn bị đeo giày và chuẩn bị mặc quần áo tập để chúng ta sẽ cùng tập luyện với nhau trong 30 phút sắp tới nha các bạn. Chuỗi series 30 ngày này thì mình sẽ có trong cái phần danh sách phát trên kênh của Oanh Hay Đi của mình nhá, là 30 ngày tập aerobic dành cho người mới bắt đầu nha các bạn. 30 ngày tập aerobic dành cho người mới bắt đầu. Và ngày hôm nay sẽ là video đầu tiên. Ngày hôm nay sẽ là video đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ đeo giày, mặc quần áo tập và chuẩn bị tập luyện cùng nhau. Đừng lo lắng, hãy yên tâm là anh sẽ cùng đồng hành với bạn trong 30 ngày. Và chúng ta chắc chắn sẽ về đích thành công, phải không các bạn? Và chuẩn bị chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, let's go! Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của chuỗi series 30 ngày aerobic dành cho người mới bắt đầu. Hoàn toàn yên tâm là khi mà chúng ta kết thúc 30 ngày này, chúng ta sẽ tập luyện rất là dễ dàng nha các bạn. Hãy bắt đầu và khởi động cùng với mình nha. Là các bạn sẽ nắm tay này, xoay, xoay. Hôm nay là ngày đầu tiên nên là mình động tác mình sẽ hướng dẫn các bạn những động tác rất là dễ thôi nha. Hoàn toàn yên tâm nha các bạn. Ngược lại, giữ chặt cái cổ tay của mình vào. 5, 6, 7, bây giờ các bạn sẽ cầm tay, chạm tay vào hai vai của mình nhỉ. Xoay từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, dưới lên. Nhanh hơn một xíu đi ạ. Chúng ta sẽ khởi động tất cả các khớp nhỉ. 6, 7, ngược lại. Mở rộng biên độ của khuỷu tay ra nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ làm nóng khớp bả vai nhé. Bây giờ các bạn sẽ thẳng tay xuống dưới cho mình như này. Đẩy lên, từ dưới lên. 6, 7, ngược lại. Khởi động thôi đúng không ạ? Rồi, bây giờ các bạn sẽ chống hông này, chống hông này. Bây giờ chúng ta sẽ xoay một vòng tròn hông nhá, xoay hông theo chiều ngược kim đồng hồ trước nhá. Ngược kim đồng hồ. Xoay ngược kim đồng hồ. Dẻo hông ra, mọi người cứ thả lỏng hết cỡ ra cho em nhá. Không đừng gồng nhá. Rồi, bây giờ thì ngược lại nào. Rồi, tay bám vào đầu gối của mình, xoay mở
là sau khi tập xong ấy thì hãy comment xuống và phản hồi cho mình biết là các bạn có theo được bài ngày hôm nay không nhá. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ theo được thôi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp cổ nhá. 6, 7, gặp cổ nào. Trước, sau, trước, sau, trước. Kim đồng hồ. Rồi đổi. Rồi khởi động cơ bản xong rồi. À, chóng mặt chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cùng với mình như thế này nhá. Hai đầu gối hướng phía trước, hơi trùng đầu gối của mình xuống, đẩy mông ra sau như này nhá. Đó, như thế này. Rồi, cho các bạn sẽ chống tay vào hông này. Hop, mở. Hop, mở. Hop, mở. Hop, mở. Hop, mở. Gập ra. Gập ra. Chúng ta sẽ giữ chặt cái đầu gối của mình nhá. Giữ nguyên đầu gối nhá. Gập, mở. Gập, mở. Em, mở. Nhá. 6, 7, kết hợp với nhạc nha. Lên. Rất là dễ đúng không ạ? Yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong 30 ngày. Mình tin chắc là các bạn sẽ về đích. Tin chắc là các bạn sẽ về đích. Cố lên. 1, 2, 1, 2. Đây là động tác đầu tiên của môn aerobic nha. Rồi, thả lỏng vai ra đi các bạn ơi. Không gồng vai đâu nhớ. Bây giờ mình sẽ kết hợp với cả tay nào. Nhịp nhàng nha. 1, 2, 1, 2. Bấm hông bên này. Mình mở ngang eo luôn nhá. Mình mở ngang cái rốn của mình nhá. Tay của mình để ngang rốn nhá. 6, 7. Bây giờ thì lên vai cho mình nào. Cố lên nào. Thì rất là tốt nhá. Có gương thì mình sẽ chỉnh cái động tác của mình tốt hơn. Đổi bên. Hít thở, hít thở. Nghe nhạc, nghe nhạc nào. 1, 2. Vuông, vuông tay. Tay mình sẽ để vuông, vuông này.
hít thở. Đổi tay, cố chưa? Mệt chưa? Chưa mệt, mới tập thôi mà. Cố gắng nhá. Dẻo bụng ra. Rồi bây giờ các chị hãy đẩy cao lên cho mình như này. Tay giơ cao lên, hai bàn tay nắm vào nhau. Bây giờ
tay các bạn giơ thẳng lên trời cho mình như này. Rồi, trái, phải, trái, phải. Rồi, bây giờ cùng kết hợp nhá. Rồi, hít sâu xuống. Khi mà mình quay clip thì nhà hàng xóm họ đang khoan, nên các bạn hãy bỏ qua cái tiếng khoan đấy đi nhá. Chúng ta tập trung vào bài dạy của mình nhá. Mình tin là các bạn vẫn nghe được mình nói rất là rõ đúng không ạ? Ôi, ok. Động tác vừa rồi các bạn đang tập là mình đã hướng dẫn các bạn động tác đánh eo nhá. Đánh eo trái phải rất là dễ, không có gì khó đâu các bạn. Nếu như các bạn tập đến đây, các bạn nếu như mà mình mới tập thì mình có khả năng là mình đã bị đau bụng rồi ạ. Đã ai đau bụng chưa ạ? Nếu mà đau bụng thì comment cho mình biết nhá. Comment xuống dưới là bạn đã đau bụng cho mình biết nhá. Để mình sẽ điều chỉnh cho các bạn nhá. Mình sẽ tiêu diệt cái đau bụng của bạn trong buổi ngày sau, buổi hôm sau. Dạ. Bây giờ mình sẽ tập kết hợp nhá. Kết hợp từ hóp mở đánh eo nhá. Hóp mở trước. 3, 2, 1. Trái phải.
Cố lên. Chúng ta sẽ
quay. Lên. Mở chân. Các bạn ơi, chúng ta vừa đồng hành cùng với nhau trong buổi tập đầu tiên của ngày hôm nay đúng không ạ? Buổi tập đầu tiên trong chuỗi series 30 buổi tập dành cho một người mới hoàn toàn chưa tập luyện bộ môn này bao giờ. Hôm nay buổi tập đầu tiên các bạn cảm thấy thế nào ạ? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Có ra được tí mồ hôi nào không các bạn? Có giống mình không ạ? Mình đã ướt hết người này các bạn, ướt hết người rồi đây ạ. Lưng ướt hết lưng rồi, ướt sũng lưng rồi đấy ạ. Những động tác vô cùng cơ bản thôi mà đã ướt hết người rồi thì không biết là những cái buổi sau nó sẽ tuyệt vời, nó sẽ thú vị như thế nào đúng không các bạn? Và các bạn cảm nhận về buổi ngày hôm nay như thế nào thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Đừng quên là hãy thả tim cho mình, hãy chia sẻ video này tới những người bạn khác. Nếu như mà ai cũng có mong muốn tập luyện bộ môn này thì có khi là các bạn ấy sẽ cảm thấy cái video này rất là hữu ích đúng không các bạn? Và ngày hôm nay để chúng ta phần cuối cùng của video này, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những động tác mà chúng ta đã học được trong ngày hôm nay đúng không các bạn? Đầu tiên thì chúng ta đã học được với nhau về cái kỹ thuật thắp mở như này đúng không các bạn? Các bạn ở nhà nhé, hôm nay là ngày đầu tiên nên các bạn nếu như mà mình chưa làm được thì mình hoàn toàn không phải lo lắng đâu nhé. Ở nhà các bạn cứ gập bụng tay chống hông như này này, hóp mở như này cho dẻo sống lưng của mình ra nhé. Chúng ta phải dẻo sống lưng ra đã đó nhá. Đó, như này, chưa? Cứ ở nhà như này cho mình, mở nhạc sàn lên, mở nhạc duy mic lên, rồi mình tập. Đó, gập bụng, hóp mở, chúng ta đã đánh eo như này đúng không? Chúng ta sẽ mở như này đúng không ạ? Đó, rồi động tác tiếp theo là như này đúng không các bạn? Rồi, vuông đúng không ạ? Tay vuông, khi mà tay vuông nhá thì chúng ta sẽ giữ cái khuỷu tay của mình ngang vai, gập mở như này, kết hợp với bụng. Rồi hất cao, rồi mọi người cùng làm với mình đi nhá. Rồi, tay sau gáy đúng không ạ? Tay sau gáy. Rồi xuống. Đó là chuỗi động tác về đánh hóp mở đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh eo nhé. Đánh eo chúng ta sẽ đã học như này rồi đúng không ạ? Lắc cái eo của mình sang trái phải. Rồi, mọi người cứ tập dần dần nhé. Mình sẽ chỉnh sửa dần dần cho các bạn. Và mình sẽ nói những cái kỹ thuật mà mình cần phải hướng dẫn các bạn ở những cái buổi sau. Các bạn nên đi theo lộ trình từ ngày 1 đến ngày 30 chứ đừng nhảy cóc nhé. Bởi vì mình sẽ có cái lộ trình dành cho các bạn từng một cái nấc một. Nên là hãy đi theo từng bước nhé các bạn, đi theo từng bài tập nhé. Rồi, mình đã ngang vai đúng không ạ? Mình đã ngang vai này. Sau đó thì mình tay trước ngực như này. Tay trước ngực, để trước ngực này, đánh. Rồi, đánh lên cao, tay lên cao, được chưa ạ? Nhớ cho mình nhá là cái mông ấy, lúc nào phải đẩy ra đằng sau, không tập như này nhá, không đánh như này, đẩy mông đằng sau, đánh. Nhìn dáng là mình nó khác hẳn luôn, được chưa? Rồi mình xuống dưới như này, rồi ok, bây giờ các bạn sẽ hít thở cho mình đi ạ, hít sâu thở, rồi bây giờ mình sẽ ép thư giãn nhá, hai tay vươn lên cao, nghiêng trái, rồi các bạn đừng để ý cái tiếng khoan nhé. Rồi, ngang vai nào, bên trái nào, bên phải. Rồi, thả lỏng xuống. Lên, hít sâu, thở. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành buổi đầu tiên trong chuỗi series 30 buổi tập dành cho người mới hoàn toàn. Và mình tin chắc rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trọn vẹn trong 30 video này. Đừng quên hãy nhấn nút subscribe kênh nhé. Nếu bạn chưa subscribe thì hãy subscribe kênh nhé. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong rất là nhiều những video sắp tới, rất là nhiều những video vô cùng hữu ích. Và chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn sức khỏe và cùng nhau có một vóc dáng cân đối mỗi ngày, đúng không các bạn?
Bye bye, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Bye bye. Chúc mừng bạn đã tập luyện hết video này cùng với huấn luyện viên Oanh Nguyễn. Để không bỏ lỡ bất cứ video nào, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút hình tròn ở giữa màn hình của các bạn. Để xem các video tiếp theo, hãy nhấn vào nút bên trái hoặc bên phải. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.